Thượng úy Bùi Quang Huy, phòng cảnh sát hình sự Hà Nội, vẫn còn nhớ rõ rệt nét mặt ngượng ngùng của chị Nguyễn 25 tuổi, khi cô gái này tới trụ sở tố cáo bị Lê Nguyên Tùng 25 tuổi, quê Thanh Hóa, lừa bán cho tú bà ở Trung Quốc. Chị Nguyễn bị Tùng bán từ năm 2015 và đến năm 2017, thoát khỏi địa ngục trần gian nơi xứ người, về nước. Hơn 2 năm sau, chị thế hệ đủ can đảm tố cáo hành vi của Tùng và đồng bọn. Chị Nguyễn cho hay, khi đang làm giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội, chị tình cờ quen Tùng qua mạng xã hội. Lúc đó, Nguyễn vui lòng vì gặp gỡ được đồng hương. Vẻ điển trai, cùng lối thì thầm dẻo mỏ của Tùng đã chiếm trọn tình cảm của cô gái xa quê. Được Tùng ngỏ lời yêu. Được một thời gian ngắn, chị được gã gamer thủ trai thủ đi business cùng hội gamer thủ. Một ngày đầu tháng 8 năm 2015, Nguyễn theo Tùng đi chơi, đón chuyến xe lên thị trấn Móng Cái, Quảng Ninh. Sau đó, Nguyễn được Tùng và đồng bọn đưa lên một chiếc thuyền sang trọng Trung Quốc rồi di chuyển sâu vào nội địa. Lúc này, chị Nguyễn thế hệ hay, gã gamer thủ trai cùng đồng bọn đã bán mình cho chủ chứ lấy 6.500 nhân dân tệ, hơn 21 triệu đồng. Phản kháng bất thành khi chủ chứ ép bán dâm, Nguyễn bị bán sang trọng tay cho má mì khác, bị đánh đập và phải phục vụ khách trong hơn 2 năm. Tháng 8 năm 2017, chị Nguyễn may mắn được công an Trung Quốc giải cứu vớt và cho về Việt Nam. Tiếp nhận tố cáo, cảnh sát đã xác định được nghi phạm Tùng là người bán chị Nguyễn cho chủ chứ lấy 6.500 nhân dân tệ chia nhau. Khi phát hiện, khởi tố Tùng, thanh niên này đang thụ án tại một trại giam ở Thanh Hóa cùng về tội mua bán người. Má mì 18 tuổi. Cũng theo Thượng úy Huy, một âm mưu khác mà má mì Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18 tuổi, ở Phú Thọ, lừa bán Nguyễn 17 tuổi, dùng là đưa ra mọi nhữ việc nhẹ lương cao. Ánh vốn có gia đình không hoàn hảo, bố mẹ ly hôn. Cô gái này nghỉ học sớm và lăng văng nay đây mai đó, thiếu sự nhiệt tình của phụ huynh. Ánh gia dấp sớm, làm gái bán dâm để kiếm tiền trang trải. Tình cờ gặp gỡ một cô gái từng đầu quân cho chủ chứ bên Giang Ma, Ánh được rủ sang trọng đây bán dâm. Ánh được gợi ý tìm người sang trọng cho má mì ở Giang Ma sẽ được trả công 5.000 nhân dân tệ nên nghĩ ngay đến huyện, cô gái 17 tuổi, ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Ánh đã nói với Nguyễn sang trọng Giang Ma làm công việc chiêu bài tại sòng bạc với mức lương 15 triệu đồng một tháng và nhận được sự đồng ý. Tháng 11 năm 2018, Ánh và đồng bọn đưa cô gái qua đường Tiểu Ngạc sang trọng Trung Quốc và bán cho chủ chứ. Nạn nhân sau đó bị đưa sang trọng Giang Ma, làm gái mại dâm. Cô gái đã liên lạc với gia đình và được cảnh sát mắt nước nói với Ánh tìm người thay thế để thả mình ra. Ánh đã đồng ý và đầu năm 2019 về Việt Nam thì bị cảnh sát triệu tập lên trụ sở. Trong quá trình điều tra, Ánh và đồng bọn đã bỏ trốn và bị truy nã. Nạn nhân của Ánh đã được giải cứu vớt về Việt Nam. Theo cơ quan chức năng, đường dây buôn người sang trọng Giang Ma làm gái mại dâm khá chuyên nghiệp. Khi tìm được nạn nhân, Ánh chụp ảnh gửi sang trọng cho má mì và nếu họ đồng ý sẽ tổ chức vượt biên. Hiện cảnh sát đã ra lệnh truy cầm Ánh.